Có rất là nhiều anh em có inbox cho Xuân Đức và hỏi là cái đàn guitar Rosen ấy thì là có chơi bolero thì có hay không, và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip để mình chơi thử nhạc bolero trên cái đàn guitar Rosen, và cũng như là hệ thống nhạc cụ Key Music vừa về được tương đối là được khoảng 30 cây guitar Rosen G15 như thế này nhá, cả màu vàng như thế này lẫn màu nâu. Đây mình có thể bóc hộp cái màu nâu cho anh em cùng xem nhé. Cái màu nâu, thùng đàn guitar Rosen màu nâu thì cái hộp của nó sẽ như thế này. Đây là Rosen G15 anh em ạ. Gỗ thịt nguyên miếng và giá gốc của nó thì chỉ có chỉ từ là 1.990.000 thôi, ngày xưa là 2.800.000 và bây giờ giảm còn có 1.990.000 nhé. Anh em muốn lắp thêm EQ như thế này thì hãy inbox cho hệ thống nhạc cụ Key Music nhé. Nó có hai màu, màu nâu và màu vàng như thế này anh em nhé. Và EQ LC5 đã được lắp sẵn vào đàn, là anh em có thể nhìn này, về đây là khóa của cái đàn này, khóa đúc, và có tem QR code cho anh em có thể tham khảo nhé. Màu nâu như thế này cũng rất đẹp, màu vàng gỗ như này cũng rất đẹp, nhưng mình thì thích màu này hơn màu này. Không biết là các bạn như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ đánh một cái bài bolero rất là quen thuộc trên cái đàn guitar Rosen G15 cho anh em cùng tham khảo nhá. Guitar Rosen G15 này thì là gỗ thịt nguyên miếng, thế đâm ra là tạo cho anh em mình cái tiếng nó chơi về lâu về dài thì tiếng của nó sẽ rất là hay. Và cái sản phẩm này thì đang được phân phối chính hãng bởi hệ thống nhạc cụ Key Music. Anh em nếu muốn sở hữu sản phẩm này thì inbox hệ thống nhạc cụ Key Music nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.